Xin chào các bạn, mình tên là Chế Công Bình. Ở bài trước mình đã dẫn các bạn download bộ công cụ Camtasia Studio về. Và bài hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu về giao diện của Camtasia Studio cũng như là tính năng video của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở Camtasia Studio lên. Thì các bạn thấy là ở trên cùng đầu tiên chúng ta chính là thanh menu. Thì các bạn thấy là bao gồm file. File bao gồm chúng ta là tạo ra new một cái project mới mà chúng ta muốn xử lý ha. Thì sau khi chúng ta xử lý xong chúng ta có thể share. Nếu như các bạn có những đoạn video bên ngoài thì các bạn có thể chọn import media để chúng ta chèn những file video mà chúng ta đã có sẵn ở đây, hoặc là các bạn import từ trong Google Drive rất là tiện lợi. Thì tiếp theo là thư viện, thì thư viện nó sẽ hỗ trợ chúng ta những cái thư viện như là những cái hiệu ứng các bạn. Thì chúng ta sẽ vào library này để chúng ta tìm thư viện ha. Thì phần edit, thì edit khỏi cái gì đã nói, các bạn có thấy quá quen thuộc đâu nào, undo, redo, cut, paste gì đó ha. Rồi ở mục view, các bạn thấy là view còn có project nè, canvas nè, timeline nè ha. Các bạn có thể zoom in zoom out cái đoạn video của chúng ta. Ví dụ như các bạn muốn zoom in chỗ nào đó hoặc là zoom out chỗ nào đó thì các bạn có thể vào cái timeline này. Và tiếp theo là mục play. Play có nghĩa là chúng ta khi chúng ta quay xong đúng không, thì chúng ta sẽ play cái video của chúng ta để chúng ta xem thử trước khi chúng ta xuất cái định dạng ha. Thì cái mục quan trọng không kém mà chúng ta sẽ đụng vào thường xuyên đó chính là cái mục tool này. Tool này chúng ta bao gồm là record the screen, đúng các bạn, là có nghĩa là quay màn hình chúng ta. Rồi record powerpoint, có nghĩa là quay cái file powerpoint, quay cái file powerpoint mà cái slide chúng ta các bạn. Voice narration, đúng nào, có nghĩa là chúng ta thu một cái đoạn video riêng với Camtasia này để chúng ta có thể bổ sung những cái đoạn video mà chúng ta mong muốn ở những cái video mà chúng ta muốn bổ sung vào. Rồi dĩ nhiên quay camera là cái gì bạn, camera webcam chúng ta ha. Audio nè là chỉnh sửa audio, zoom vân vân, thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Có cả hiệu ứng con chuột đầu khi chúng ta muốn thêm vào cái đoạn video chúng ta. Và cuối cùng là mục help. Thì khung bên trái chúng ta các bạn thấy khung màu trắng nè, thì nó sẽ bao gồm những cái file mà chúng ta đã quay. Mình ví dụ như mình sẽ mở một cái project mà mình đã có sẵn rồi ha. Đây, mình sẽ kiếm cái project mà mình đã có sẵn. Mình chưa có project nào có sẵn hết. Rồi ok, mình sẽ import một cái media nào đó vào. Đây, một cái mình đã quay với Camtasia. Thì các bạn thấy đây, phần bên này là nó sẽ hiển thị những cái file mà chúng ta đã quay với Camtasia Studio. Rồi các bạn thấy để anh đi dưới đây. Đây các bạn có thể kéo cái dạng ở đây ha. Đó, để cho vừa những cái khung mà các bạn mong muốn. Thì bạn thấy là những công cụ bên tool thì nó đều hiển thị ở đây. Các bạn thấy là translation để các bạn làm những cái hiệu ứng gì đó. Rồi. Và cuối cùng, phần quan trọng nhất trong cái việc mà chúng ta chỉnh sửa video đó chính là cái mục timeline ở đây. Ví dụ mình có video đây. Ví dụ đây, đây chính là timeline để chúng ta lay video. Đây mình lay thử. Đó, thì các bạn thấy đây chính là việc chúng ta quay video bằng timeline ở đây. Rồi, và cái phần bên phải chúng ta, phần góc này, nó chính là cái phần mà cho chúng ta xem trước cái đoạn video mà chúng ta đã quay và chúng ta chỉnh sửa như thế nào đó. Đây chính là phần bên phải này. Và một phần quan trọng không kém đó chính là phần Review and Share. Thì phần Review and Share này nè các bạn, nó sẽ giúp chúng ta là export ra những file MP4, file YouTube để chúng ta đăng trên YouTube nè, hoặc là những file MP3 gì đó. Thì các bạn chọn Review và Share and Share này để chúng ta xuất ra những cái định dạng mà chúng ta mong muốn để chúng ta có thể đăng lên YouTube và chúng ta chia sẻ cho các bạn. Như vậy là ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn xong về cách tìm hiểu giao diện của Camtasia Studio. Xin chào và hẹn lại các bạn.